Mình dìu nhau đi đến bên, chú già xin phép ngồi xuống đây với mọi người nhé. Nếu thôi thì hát theo hát. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có người xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau trong từng đêm? Em thao thức khôi chiếc đèn thờ, nghe từng sợi tóc đen đầu xót xa. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng một lần yêu rất nhiều. Bài này là bài mà xưa em hay đi hát karaoke, nên bây giờ là trong phòng trà nào em cũng phải hát là bài này. Hôm nay em thấy là có một số anh chị ở bên dưới hát theo em, chắc là ngày xưa anh chị cũng hát karaoke bài này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Giống dạ mà. Giống quá trời ơi, để chị dựng em vậy. Chị dựng em vậy. Như thường lệ thì chị thì muốn kiểm tra mà. À đúng rồi, dạ. Kiểm tra là bữa nay em có mang guốc không? Dạ có. Thật không? Dạ thật. Em có thể khoe với mọi người không? Em mang lại đôi bốt cái tuần trước. Cái gì? Đôi bốt cao gót. Một đôi bốt cao gót có tiến bộ rồi nè anh Trấn Thành. Tại vì cái vết thương ở tuần trước của em vẫn chưa có lành. Hiểu hiểu Hà mà hiểu. Ừ. Tội Hà lắm nha. Hà toàn là phản thời trang thôi. Lần trước thì Hà chơi một đôi bốt, lần này chơi một đôi bút. Ừ. Tân ơi thế này Tân ạ. Trong em nó có cái này khó diễn tả lắm. Phong độ em không đều. Cái lúc em giống là em giống tuyệt vời, giống thiệt là giống và da diết tới mức độ mà người ta thấy là hiện thân của Hồ Ngọc Hà luôn. Cả cách em nói chuyện, cách em đẩy cái đầu, đưa cái tay này nọ. Nhưng mà cái cột hơi em nó không vững chắc. Và quan trọng nữa là em hát hôm nay nè, cái bài này em bị vội. Khi mà em lên cao một cái gì đó, em phải đợi nó đủ lắng, rồi sau đó em mới đẩy những chữ cuối cùng để ao bài. Em lên cao, nó chưa kịp lắng động, em hát tiếp. Thành thử ra nó làm gãy cảm xúc. Nên anh vẫn thích em hôm nay, nhưng nó không bằng những điều tốt đẹp và tuyệt vời em đã làm trước đó. Tại vì ở Bắc Trần Ngọc Tân là chị cũng đã nói là chị thích ở đó em, và em có nhiều nhất ở Hà, đó là cái sự dai diết. Và đáng lẽ cái đó nó sẽ rất là thuận lợi trong cái bài hát này cho em. Và em nên nhớ trong một bài hát, câu đầu của bài hát và câu cuối của bài hát rất rất là quan trọng. Em lấy điểm người ta câu đầu tiên, nhưng em lưu lại là cũng phải là câu cuối cùng. Đôi khi em làm tròn một bài rất là hay, nhưng câu cuối cùng, câu ao của mình phải làm sao cho nó thật đẹp và thật ấn tượng. Chứ đừng có để nó bị gãy. Nhiều khi cả toàn bài mình đang hát hay, mình đang thao thức, nhưng mà cái câu cuối mình ao nó không có được đẹp, nó không có được hay, nó làm cho người ta hẫn và người ta sẽ mất cảm xúc ngay lập tức. Cho nên mai mốt, hồi nãy em bị cái câu ao của em nó cũng có một tí xíu vấn đề, nó làm cho chị cũng hơi hẫn. Cho nên là mai mốt cẩn trọng, tất cả tụi em cũng vậy. Mình có chiếm trọn khán giả hay không, lưu lại một tí xíu hay cái gì đó, mình có những cái gì có những cái hư ở trong cái đoạn giữa của mình á, thì cái kết của mình nó cứu lại rất là nhiều. Cho nên em cẩn trọng về cái điều đó ha. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ.
Đầu tiên là chị thấy cái để trong đây là Sa mạc tình yêu, chị nói wow. Tại bài này nói dễ không dễ, nó cũng khó lắm đó. Cái quan trọng nữa là khi mà mình hát với ban nhạc hỗ trợ được mình. Nhưng mà khi mình hát với một cây keyboard không á, thì á, mình dễ bị lòi ra những khuyết điểm của mình lắm. Em rút kinh nghiệm một điều, nếu mình hát với band, the whole band, là cả band đánh có nhịp, thì mình bắt buộc phải theo cái khuôn khổ đó. Nhưng nếu em được quyền hát với keyboard không, thì em có quyền xử lý tự sự theo cách của mình. Em có quyền nghĩ, ngắt câu, ngắt cái khoảng đó bao lâu, tùy theo cái cảm xúc của mình trong lúc đó. Thì cái này là chị nói riêng cho em, để mình rút kinh nghiệm sau này, nếu mình được hát với keyboard không, mình có quyền làm điều đó. Miễn là mình hát âm sắc và cách hát giống Hồ Ngọc Hà là được rồi nhé. Cảm ơn tên rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết.
Cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Nè em, hát hai giọng luôn á hả? Dạ. Cái bài này là do chị Anh Thơ hát chung với một nam ca sĩ khác hay là do em muốn làm như thế? Bài này thì bản gốc cũng là do cô Anh Thơ hát với một chú khác, nhưng em phối lại theo cách mới một chút, đổi chia câu đi ạ. À, và em hát hai giọng luôn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thấy cái phần trình diễn vừa rồi rất là thú vị. Đầu tiên thì có cái cô gái múa những cái ô xòe hoa ha, ra bắt đầu là che chắn cho em, mà nghe một cái giọng bay bay ở đầu. Thì anh rất thích cái đoạn mà bay bay của đầu ở đầu của em á, lúc mà em giả thanh thành giọng nữ đó, thì nghe nó vang vang giống như là nó nằm trên những cái rẻo cao, hoa ban, hoa mơ gì đó. Anh rất thích cái đoạn đó. Thơ không? Anh có thơ không? Thơ không có. Bình thường là anh nói tới đây là anh có thơ rồi đó. Thường là anh sẽ tự đọc, có giám khảo giống Trấn Thành mà chêm vào cái là tự nhiên bị tuột, mình quên thơ anh mất. Anh Thành hết nha, anh Thành nha. Ok, em xin lỗi anh. Đó thì cái đoạn đầu thì anh rất là thích. Anh thấy là cái phần này, cái điều làm nên cái nét đặc sắc và thú vị đó là em cùng một lúc em làm cả hai vai nam và nữ luôn. Nó tạo nên cái nét thú vị, nhưng tuy nhiên đó cũng là cái điều bất lợi cho em. Bởi vì là anh thấy em bị bối rối ở những cái đoạn chuyển nam, sau đó lại về nữ, rồi sau đó nữ và về nam. Trông rất buồn cười nhá. Là cứ đang phân vân không biết là phải là làm nam hay làm nữ ấy, hiểu không? Như là diễn tả là cứ phải là ơi mình chạy thế nào nhỉ? Ở thực tay thế này phải Anh Thơ này không, nhưng mà đang là nam nhỉ? Ừ thôi. Ê, bên này bên thế này. Thế này thôi. Ừ. Ừ trong lại bỏ ta, ta lại múa thế này. Ừ. Trông buồn cười lắm. Anh rất thích là giọng nam của em nha, rất là mạnh mẽ, rất là tình tứ mà rất là vang xa. Từ lúc nam sau đó chuyển về nữ thì bao giờ những cái đoạn đầu anh cũng thấy là nó bị chông chênh và nó không thực sự thuyết phục anh rằng là hai người nam và nữ đang hát đó. Thì anh nghĩ em phải tính toán lại. Khi em hát giọng của chị Anh Thơ, cố gắng đừng hát giọng thật để cho nó bớt đi âm sắc của người nam ấy. Vâng. Em hiểu không? Vì cái giọng nam của em, khi mà em hát những cái nốt thấp thì nó lại ra nam, dạng một bạn nam. Làm sao mà để mà lúc nào cũng làm giọng giả thanh thôi. Hiểu không? Từ nốt thấp đến nốt cao để cho cái âm thanh nó bay bay. Vì anh thấy là em có những cái chuyển rất là hay, những cái chuyển rất là giống chị Anh Thơ, nhưng mà em mà cứ xuống giọng thật một cái là mất Anh Thơ ngay, là ra Tùng Dương ngay. Đấy. Em đặc biệt thật. Em làm công việc là thợ hớt tóc, vậy chứ em có đi học hát không mà có được một cái giọng hát như thế này? Dạ em chưa được từng đào tạo qua một trường lớp nào, không huấn luyện nào ạ. Cũng không có đến lò nào để học luôn đó hả? Dạ, tất cả là do bản năng của em hết. Anh ơi, mình dùng cái trường được không anh? Cái lò là sao anh? Em nói qua lò là nó phải học nướng bánh mì. Em nhớ những lời giám khảo nhận xét nha. Để hy vọng rằng ở vòng sau mình sẽ làm tốt hơn. Như anh Nam nãy đó, chịu khó bố trí lại cái giọng của mình. Bố trí, phân bộ, phân phối cái giọng mình cho nghe nó. Nghe anh Nam nhận xét xong tưởng em giống như trang trí nội thất vậy đó. Chúc mừng em với phần dự thi vừa rồi. Chúc mừng. Con đường lên đèn chiều bâng khuâng trên phố dài, từng đàn chim bay theo nhau về cuối bầu trời. Có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng du trong khúc hát, chợt dâng lên bao nỗi niềm. In lặng đêm về, ngọn đèn khuya hiu hắt mờ, một vì sao rơi đơn côi như nỗi đợi chờ. Có chút chơi vơi nào rơi bên thềm có mây, trong khúc hát mang bao yêu tư về đây. Ở nơi phương trời xa xôi, anh thầm nhớ từng phí môi mình, nụ hôn em mong manh dịu êm.
Trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Wish now you, wish now you. Anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Đây là tiết mục cuối cùng của đêm nay, quá máu lửa, nhiều cảm xúc. Không biết các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Xin mời ca sĩ Minh Tuyết. Chị chỉ muốn nói một câu như thế này là em sẽ nổi tiếng trong nay mai. Wow. Hơn cả một lời chúc mừng. Nhưng phải giảm cân. Thì anh nghĩ như thế này, nghệ sĩ mà. Nếu mình dĩ nhiên mình cố gắng nhất thì mình vẫn có thể đẹp nhất. Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy em cháy trên sân khấu, hát từ trái tim hát ra, nghe cái câu hát của em có trọng lượng và có thái độ của Tuấn Hưng rất nhiều. Cái điều đó chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cũng đồng quan điểm là cái ngoại hình cũng là một cái phần cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như anh làm đạo diễn, anh không có lên sân khấu nhiều, nhưng mà anh mỗi lần lên anh cũng phải tươm tất trang phục của mình. Đó, và anh nghiệm ra rằng mùa trung thu vừa rồi anh đã bị Trấn Thành hại khi anh Trấn Thành đã gửi sang cho bên anh một hộp bánh trung thu rất to, đề trên đó là Trấn Thành và Harry Won. Thì đến bây giờ anh mới nghiệm ra rằng là trong showbiz đôi khi người ta cũng không hẳn là cho một cái thứ gì đó ngọt ngào đã là tốt. Cảm ơn em đã cho anh nhận biết được cái bài học đó. Trời ơi, một giác dao đâm chí mạng luôn. Năm sau trung thu em không gửi bánh trung thu nữa anh Nghĩa. Chứ gửi bánh gì bánh anh nè? Dạ bánh xe bò qua cho ăn. Trời đất ơi, đưa bánh qua ăn ăn cho ngon đã rồi bây giờ ngầu nói người ta. Ủa làm gì ngồi vuốt móng vậy? Vuốt móng hơi ra quào mặt ta hay sao? Cái gì nữa mà móng vuốt cào mặt. Trời đất ơi, trời ơi, cái người đàn ông nào nói hả, giám khảo chúng ta rất là yêu thương nhau, hòa nhã đầu chương trình đâu mất rồi. Có mình em nói dài nói như. Thôi anh chỉ nói giỡn vậy thôi, chứ thật ra là giám khảo tụi anh rất là yêu thương nhau. Cả nhà thương nhau, em ơi, nói một lời gì với những người đang thương nhau kia đi. Dạ vâng, thì hôm nay cho phép em được cảm ơn tới tất cả ekip chương trình và chú Minh Vi và tất cả khán giả có mặt trong trường quay hôm nay, một lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, và cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Cảm ơn anh Trấn Thành ạ, cảm ơn tới cô Ly. Cảm ơn cô rất nhiều để cho con động lực thêm cho từng vòng một. Và cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. Còn ai nữa nè? Còn ai nữa? Chắc chắn là thằng bé, chắc chắn là thằng bé còn muốn cảm ơn thêm một ai đó nữa. Vâng, mọi người im lặng cho Như Sinh im lặng để nghe ạ. Vâng, cho phép em được cảm ơn hai người rất là đẹp đôi. Chứ không phải nói mình đâu. MC Đại Nghĩa và chị Khả Như ạ. Yeah. Thằng bé thật là đáng yêu. Vâng, cảm ơn Hồ Văn Phong rất nhiều. Đủ rồi phải không? Ừ, anh vui rồi, chào cảm em. Cảm ơn em rất nhiều nha, bé hết trời, dễ thương. Thằng bé ốm nhom ốm nhách hà. Kim kia xa vậy, em sống cho qua ngày.
và cho qua kiếp này. Em khóc tơ duyên bé bàng, anh xót xa cho thân người và cho qua kiếp này. Xin chúc mừng thí sinh Ánh Nguyệt. Giám khảo Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào ạ? Hay, thật sự hay. Chị là một trong những thí sinh giữ phong độ tốt nhất. Mọi người sẽ rất an tâm về giọng hát của chị. Hôm nay hát những nốt trầm đẹp khủng khiếp. Và nói về tango thì phải là Khánh Ly thôi. Khi Khánh Ly hòa với tango thì đó là một tuyệt tác. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời của tạo hóa. Và chị mang đến cho mọi người cái cảm giác hoài niệm. Và thật sự ra mà nói, hôm nay chị truyền được cái hồn của bài hát. Một cái người bạn diễn hỗ trợ vẫn cứ diễn, anh ta thậm chí bỏ ra những ánh mắt cực kỳ lạ lùng mà cả giám khảo Cẩm Ly cũng cứ liên tục quay qua hỏi tôi là trời ơi, người yêu cũ mà sao nhìn nhau giống như ăn tươi nuốt sống nhau vậy, cũng làm giống điệp viên, nhìn mà mặt căm thù. Và thí sinh, mà bà thí sinh giận hát, giận tâm lý và vẫn tập trung vào chị, tập trung vào giọng hát. Đó là điều khó, chị làm được. Ân Nguyệt thì hôm nay nói về hát, thật sự là không biết, không có chê được. Nhưng Nguyệt có một cái mà cũng đã nói nhiều lần, nhưng mà không biết sao nữa, Nguyệt hát cứ nhìn xuống hoài. Đặc biệt Nguyệt hát là Nguyệt ít khi nào cười, là dùng là khuyết điểm luôn đó. Tại vì không phải là bài nào mình cũng buồn. Cái thứ hai, Nguyệt hát mắt Nguyệt luôn nhìn xuống, ánh mắt luôn nhìn xuống. Mà đặc biệt mình hát mình phải nhìn thẳng. Nếu không nhìn thẳng vào một điểm nào đó thì nhìn xa xăm. Nguyệt nên khắc phục cái điểm vấn đề đó cho nghề nghiệp của mình, chứ không phải cho riêng cuộc thi này. Và đạo diễn Hoàng Việt Nam, khác với những thí sinh khác, chúng ta có thể thấy là Ánh Nguyệt thì từ đầu đến giờ chỉ có diện độc một cái trang phục áo dài thôi, chỉ có là đổi kiểu khác nhau hoặc là màu sắc khác nhau. Nhưng mà thực sự là đối với riêng tôi á, thì không biết là có phải chủ quan, mà tôi thấy rằng là hình như Nguyệt vẫn dần dần đẹp hơn, đài cát hơn và kiêu sa hơn, mà rất là sang trọng. Không có đã có anh. Bởi vì trước đây tôi thấy là Nguyệt có một cái gì đó buồn và cảm thấy giống như thu mình lại á, không có phải tỏa sáng. Nhưng mà ngày càng á, những cái bộ áo dài hoặc là make up làm tóc, và cái đặc biệt là cái gương mặt và thần thái, nó toát lên một cái niềm gì đó rất là hân hoan. Và thực sự là tôi thấy là cuốn hút vô cùng. Mà đặc biệt là hôm nay trong cái bộ áo dài này vẫn cứ di chuyển vậy thôi, vẫn không nhảy như các bạn khác, vẫn không có vũ đạo gì, chỉ có đứng và di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được là thực sự tôi vẫn đang tham gia vào cái buổi dạ vũ của cảm xúc. Cảm ơn anh Nam, xin cảm ơn tất cả. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tiết mùa hè, dạng người trong màu áo trắng phau. Nếu em dù sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày
anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cay là hoa tuyết không tàn. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề, vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không ta. Ta vừa được thưởng thức ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh do bạn Lâm Trần Thuận thể hiện. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Chị thích giọng hát của em quá. Cũng khá lâu rồi kiếm được một giọng nam mà vừa ấm nhưng lại vừa sáng mà lại vừa rất là tình. Không ấm, không phải ấm nó không đâu nha. Khi mà hát những nốt, những cái quãng cao còn nữa. Thì bé, đó, bé nói là luôn. Vừa ấm vừa sáng và rất là tình. Ừ. Nhưng mà thật sự là chị thấy trong em có Hạnh Tuấn đó. Cái cách Hạnh Tuấn hát á, xử lý á, nó rất là tự sự và nó có vẻ lãng đãng, nó không bị đều. Nó hơi giống một người mà chị nói, đối với chị nghĩ là anh Tuấn Ngọc. Chị rất là khen em ở những cái câu ao cuối của bài. Em ráng em ém cái, chị biết em ráng em ém cái giọng em vô, thả rất là nhẹ xong như giống Hạnh Tuấn. Và cái đó đối với riêng chị thì chị rất là thích và chị lấy điểm ở đó đối với em rất là nhiều. Chị hy vọng rằng là sau những cái sự góp ý của các ban giám khảo thì vòng sau chị nghĩ rằng là em sẽ hát tốt hơn rất là nhiều. Tại vì trong cái bài hát này nó sẽ không có những cái quãng để em có thể phô giọng cái đặc trưng, những cái gì sắc nét nhất của Tuấn. Thì cái bài này có lẽ là nó chưa có cái đất để mà mình phô diễn như thế, cho nên không thấy được rõ lắm ở nơi em. Nhưng em làm được một cái đạt của Hạnh Tuấn, đó là Hạnh Tuấn hát cái độ tình rất là nhiều ở em, bài này có. Hy vọng rằng ở cái vòng kế tiếp, vòng hòa thanh, em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy cái khả năng thực sự của mình. Rót cho ta trăm nghìn trùng rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này rót đi em một chén buồn cay đắng,
cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Xót nửa đi em xót đầy ly cạn, say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lẻ loi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Em đừng lo, ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dày sông sông hồ. Rốt nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hát tim gà. Thế thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này, này uống đi em, một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bơi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Xin đừng cho ta một lời nào tha thiết, bơi sông dài ta còn mãi. Trên sân khấu được bày trí một cái không gian khá là lãng mạn. Với ca khúc này thì không biết là ban giám khảo có nhận xét như thế nào. Xin mời anh Trấn Thành đi ạ. Nói về trình diễn và chất lượng của bài hát thì hôm nay bạn hát ngang ngửa một ca sĩ chuyên nghiệp. Cái chất giọng bạn là một chất giọng trời cho, và nó có đủ cái độ trải đời, có đủ cái màu sắc để nó mang đến một cái bài bolero cực kỳ đậm đà, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng riêng cái bài này những câu đầu thì giống Đan Nguyên, bắt đầu những câu sau cái cá tính trong con người bạn nó trỗi dậy. Và vì bạn say mê quá, bạn nhập tâm quá, nên hôm nay bạn là bạn nhiều hơn Đan Nguyên rất nhiều. Dĩ nhiên nếu mà với ca sĩ thần tượng thì hôm nay bạn không có đạt lắm đâu, nhưng không phải là không, hoàn toàn không đạt, có nghĩa là không đạt như bạn đã làm tốt ở những vòng trước nha. Nhưng mà với nghề nghiệp của chính bản thân bạn thì đây là một bước ngoặt lớn. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chị Tư, thôi thì bây giờ mình sẽ ngắn gọn giúp cho anh chàng Quang Nghị để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái ưu điểm của mình trong việc hóa thân và những cái khuyết điểm ngày hôm nay là như thế nào ạ? Thực ra chị hiểu, và tại vì nó hơi khó cho Nghị là bởi vì cái âm sắc thì chính xác hơn. Em không thể giống Nguyên được, em quá bén và quá sáng, cho nên nếu mà để sửa cái điều đó thì rất là khó. Nhưng mà mình chỉ lấy cái chữ ký trong của Nguyên, những cái nấc của Nguyên. Em có nhưng cái nấc của đó là tại vì cái âm sắc của giọng mình, cho nên cái nấc đó nó cũng bén hơn Nguyên nữa. Em không nghĩ vậy, bởi vì mấy bài đầu Nghị hát, lúc mà Nghị mới bắt đầu vô á, Nghị hát giống Đan Nguyên nhiều hơn. Chỉ là vì khi Nghị thăng hoa quá, Nghị quên mất và Nghị hát chính bản thân của Nghị. Bữa nay là mê cái bài này, ca thiệt lòng nhớ con Khả Như. Chị Như đi lấy chồng rồi anh Thành à? Ai? 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 Ai xấu số vậy? Vậy là cái thông tin này nó bị nhiễu rồi anh ạ. Dạ, không phải không, thông tin đi lấy chồng. Nói chung chị nói một câu với Nghị, em cố gắng đi.
Với những lời nhận xét em về em cố gắng, tại vì nếu mà em không đi sâu thì thật là đáng tiếc. Cố quên đi chính mình đấy. Và đây cũng chính là kinh nghiệm ha. Biết đâu được mình sẽ có cái cơ hội may mắn bước vào vòng bán kết thì sao. Mình sẽ xử lý hết tất cả những cái thông tin ngày hôm nay ban giám khảo góp ý cho bạn. Và chúc cho Nghị sẽ có được một tấm vé đó. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sắc cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ấy. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng sáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng sáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say bên nhau trọn đời. Và đó chính là Quang Anh với phần hoa thơm thành Tuấn Hưng ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Xuất sắc. Xin chào cảm ơn anh ạ. Trời ơi, chưa bao giờ mà như thấy giám khảo Trấn Thành cạn lời như vậy luôn. Và không dùng tới 40 phút để chia sẻ đúng không? Không biết nói gì luôn. Nổi da gà liên hồi, ngồi lặng hồi luôn. Hay quá. Hát chuẩn, tình cảm trải lòng. Xuất sắc. Chị nói đi. Xin chào cảm ơn anh ạ. Người đàn ông bên này thì rất là ít nói, nhưng mà nói cái nào là xuất sắc cái đó. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Nói tới đâu đào tới đó. Đào tới đó. Nội tâm mà. Anh nội tâm cho nên anh nhớ là một kỷ niệm xa xưa. Cái bài Chia Xa là bài trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt phải không? Dạ đúng, Chia rồi, Xa. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Hồi cái phim đó chiếu thì ca khúc này rất là nổi đình đám. Thì anh có một cái kỷ niệm vui, đó là cái cô bạn học lớp khác có nói rằng là tụi bay thằng Nam nó giống Cổ Cừ Cơ. Ủa, em thấy anh giống Lý Minh Thuận của Singapore hơn. Tại vì lúc đó là cái tóc nó chưa có dài như vậy, rồi râu nó chưa có mọc như vậy. Cái bài này anh rất là vui vì nó cũng gợi nhiều cái kỷ niệm. Mà sau này Triệu Vy có về Việt Nam thì anh Bo, người tình âm nhạc của ai kia cũng có hát song ca chung. Mà có thì... mời anh không? Không. Ừ. Chứ kể gì? Trời không. Trời. Thế mình bài... cô Cự Cơ cái đẩy vô bài Chia Xa của người ta. Thiệt tình. Rồi sao?
Trong cái phần hát vừa rồi thì mọi thứ nó vẫn đảm bảo và không bị chi phối gì cả. Mặc dù là em có diễn với bạn và có cái sự phân tâm chắc chắn là có, khác với những vòng trước. Cái đoạn cuối là lúc mà chiếc lá rất là to rơi trên đầu á, và cái câu đó là cái câu kết nữa thì rất là quan trọng, nhưng mà em cũng đã kịp tỉnh táo lấy cái lá vụt xuống, rất là men luôn. Thì anh thấy là cũng có bản lĩnh sân khấu và anh đánh giá cái phần trình diễn hôm nay rất là cao của em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn giám khảo Minh Tuyết? Cái điều mà Tuyết vui nhất là chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này đã giúp cho các bạn mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Tuyết thấy là Quang Anh đã tiến bộ rất là nhiều, từ cái cách hát gần như là hoàn hảo hết rồi. Mới vừa nói tức thì bài trước là em hãy thả lỏng và hãy nhập mình vào nhân vật, thì bây giờ Quang Anh đã làm được điều đó. Có nghĩa rằng là không có gì vui bằng khi mà những góp ý của mình, của các giám khảo đã giúp cho tất cả các em, dù có đậu hay không đậu trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này, thì các em đã có được rất nhiều cái học hỏi được trong cái chương trình này. Chắc chắn một điều rằng khi các em ra khỏi chương trình này, các em sẽ thành những người ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Chúc mừng. Còn chị Tư, Tư Cánh Ly, từ lúc mà trong sân khấu bước chân ra là có phong thái bắt đầu có của anh Hưng rồi. Chị không biết sao cái kiểu mà lãng tử của ảnh nó nhập vô em á, em diễn chỗ đó chị thấy nó dễ thương mà nó mắc cười lắm. Tới cưng rồi à, thấy cưng lắm, cho nên là cười là cười thích thú. Cái chị cảm giác nó giống như là lâu lâu mình thấy ba mình tự nhiên đi mua bông tặng mẹ mình á. Sao hôm nay ví dụ nó hơi có bị mà nó làm sao không phải, không phải. Đừng có tiêu cực quá cái ví dụ của chứ tôi. Sao bây giờ anh giải thích đi. Các bạn có để ý, ba mình ở nhà đa số mấy ông đàn ông không bao giờ biết lãng mạn là cái gì, đúng không? Nó đáng yêu kiểu như mình nhìn đúng nó rồi mà... tại nó lâu lâu nhìn khi mình thấy ba mình đi mua cái bông tặng mẹ mình nhìn mình mất cười á, nhưng mà đáng yêu đó. Đúng là cái cảm giác đó chứ mà tôi nói bạn già như ba tôi ừ ý là mình nói vậy đó. Chứ không thôi người ta không có hiểu. Biết đâu chậu bông mai. Xin cảm ơn những phần nhận xét đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và đặc biệt chúc mừng cho Quang Anh với phần diễn rất là tuyệt vời các bạn. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đen đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát vui đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đầy nhau, vì thương những mùa mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy bờ.
đây mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đàn còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ phút vui không ngừng. Chào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đàn còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ chắc chắn rồi, anh Hoàng Nhật Nam ơi, anh có muốn chia sẻ điều gì không với tiết mục này ạ? Xin mời anh. Anh thấy hai bạn cũng còn rất là bỡ ngỡ với là sân khấu. Mình cũng có đi qua đi lại đảo đội hình, rồi sau đó rồi thì phần ai nấy hát, thì anh vẫn chưa thấy được cái hồn, cái sự sinh động của cả hai anh em luôn. Mặc dù là giọng hát của hai anh em thì đều rất là tốt, anh nghĩ vậy. Anh không cảm thấy hào hứng lắm với cái tiết mục này. Chắc có thể là do nó thiếu cái năng lượng của cả là Thái Bình với lại Trường Dũng đã chuyển tới. Thái Bình ơi, là em đến với cuộc thi này là do em đăng ký tham gia hay do ai ép em tới thi không? Dạ, tự em đi. À, là tự đi đúng không? Tình nguyện đúng không bé? Hồi nãy giống như hát á, anh nghĩ giống như kiểu gia đình ép em tới đây để mà lấy giải thưởng về rồi mình có tiền đi ăn bữa cơm tối với gia đình. Và em không muốn hát kiểu mà xong chưa đi về chứ không muốn hát nha. Bực lắm rồi đó. Cái kiểu vậy có không? Có không bé? Có không? Dạ không. Không. Vậy tại sao mừng bếp hồng tươi, về dưới mái nhà y như trời phạt đứng ha, mà căng thì căng sao vậy em trai hả? Mà thí dụ nha, tôi tưởng tượng nha, mỗi lần sinh nhật con vợ, cái vợ kêu anh chúc mừng em đi, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Trời ơi, ông hát mà cái bài cha 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 vui gần chết mà tôi với bà Cẩm Ly bên này ngồi nhúng nhúng này nhúng kia thấy bên kia người ơi mau về đây bê bên máy. Nhưng mà nhúng xong á, nhìn thí sinh có thấy tự quê với mình không? Em nãy em đang nhúng không, á, em anh nhìn vẫn lên. Thanh xuân em, anh vẫn thanh anh xuân. Anh vẫn thanh xuân à? Ừ, anh vẫn thanh xuân rồi. Nha. Cái bài này thì anh Trường Dũng có vẻ bắt được một tí của anh Trường Vũ hơn rồi đấy. Nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn còn mơ hồ lắm, nó không phải là thật sự là xuyên suốt được. Anh cứ bị lẫn lộn giữa chú Chí Linh và anh Trường Vũ. Mặc dù em biết anh không cố tình hát giống chú Chí Linh, nhưng trời sinh ra cái giọng anh cố tình giống như vậy. Nhưng mà thật sự em biết anh không có cố tình. Nhưng mà đại khái là anh tiến bộ hơn. Nhưng mà em vẫn thấy nó không đủ cho một tiết mục gọi là để nhái Trường Vũ, thì nó chưa có đậm màu. Tại vì anh hát nó phải hoàn toàn tương phản với lại bạn Thái Bình thì nó mới ra cái Trường Vũ Mạnh Quỳnh. Tại vì hai cái đó là hai trường phái khác nhau. Mạnh Quỳnh thì vẫn tốt, nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh hát phù quá. Chắc là ở nhà vợ đang réo hay em? Tiền điện, tiền nước, gia đình tháng này lên quá hay sao? Tại em không quen sân khấu. Rồi thôi về nhà ha, đi. Đi thi mà mình phải đậu chứ, mình quyết thắng chứ, sao kỳ vậy? Từ từ người ta quen sân khấu. Thì quen xong là về đó. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Dạ, cảm ơn anh. Tư, chị Tư ơi, cứu thí sinh của em. Tỉnh táo Tư. Cái bài hát á, mà khi mình đứng trên sân khấu á, mà cái tiết tấu nó nhanh như vậy, mà con người mình nó bị rồi dùng từ là nó thụ động, giống như nó buông thõng. Thì trong cái giọng hát mình ra nó cũng không thể nào nó tươi được. Ví dụ bài đứt nhanh mà mình cứ vậy nè, người mà giống như mình buông thõng hết mình hát về đây là nó khác, còn về đây mình vui. Ví dụ vậy là cái sức sống trong cái bài hát nó có liền. Cho nên là cái đó cũng có điều rất là quan trọng. Rồi, nha. Hồi nãy mà tôi mới dính vô chú về đây buồn. Một bài là về đây là kêu khán giả là nó về đây, về với tôi đây. Thấy không? Còn bài về đây là nó đi về đó. Tôi về đây. Hiểu không? Hai tâm lý nha. Ok. Có được một cơ hội thì mình phải gọi là, ta gọi dùng từ là bung lụa hết đi, phải không? Cho nó có được một cái tiết mục để lại cho người ta vẫn ấn tượng, vẫn hay hơn. Cá luôn á. Ừ. Bây giờ vòng 2 mà có vô cố gắng lắm là chỉ bước qua bên trái một bước. Rồi ơi. Bước qua bên phải một bước. Và đổi microphone qua tay này thành tay bên kia và đưa cái tay này lên lại. Chứ bây giờ nhìn thấy không, nói rất nhiều không phản ứng. Đừng run đứng nha anh, và biết phản ứng với tất cả mọi người nha anh nha. Mọi người vỗ tay mình phản ứng xem nào, vỗ tay lên. Chúc mừng hai bạn nào, phản ứng nào. À, phản ứng hóa học này dùng thôi. La 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 la. Em đã vừa người ta.
Và đó chính là Quang Hùng. Có vẻ như là đúng như lời ban giám khảo hồi nãy nói, cái bài đầu tiên không phải là lợi thế của anh ấy. Và lần này Quang Hùng đã hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh như thế nào? Xin mời ý kiến của Trấn Thành anh nha. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, về cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích Phan Mạnh Quỳnh. Riêng cả cá tính, cách sống của bạn ấy, tư duy và cả âm nhạc của bạn ấy, sống rất nội tâm và cái đầu bạn cực kỳ thông minh, tình cảm và nghĩ ra những cái đề tài rất là hay. Và nghe cái bài nhạc đó, người ta biết ngay là bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay cả khi tôi nghe cái album của chị Mỹ Tâm Vol 9, tôi nghe tôi cũng biết bài nào của Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm. Tôi nói, bài này hình như Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Và tôi dở ra tôi coi, đúng thiệt. Như vậy có nghĩa là người ta, cái cá tính người ta mạnh đến mức độ là người ta làm cái gì nó rõ ràng cái đó. Bạn hát cái bài này á, cơ bản là giống, nhưng mà để nói sâu hơn một tí không giống chỗ nào. Thì cái đầu tiên là cái giọng bạn bị bẹt hơn Quỳnh. Quỳnh hát nhừa nhựa, tôi gọi trong cái bài này là hát theo phong cách Túy Quyền, hơi xịn xịn chút xíu. Bạn đang hát bị tỉnh táo quá. Cái thứ hai là mặc dù Quỳnh nó ngắt chữ rất là chắc nhịp, Quỳnh là nó hát cái bài nào của nó cũng có nhịp hết trơn á, mà nhịp nó chắc lắm, nó ngắt ra không mà không bao giờ nó kéo dài. Là bạn là nốt đơn, còn Quỳnh là nốt đơn nhưng sau đó rung nhẹ một cái rồi dừng. Bạn hiểu không? Đó, cái đó rất là quan trọng. Chúc bạn đi xa hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh cũng đã từng có cơ hội để làm việc với Quỳnh khi mà anh là tổng đạo diễn của lễ trao giải âm nhạc cống hiến do Báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm sang còn người trông theo. Lúc mà làm việc với Quỳnh á, thì Quỳnh rất là chăm chú và anh chàng này rất là hiền, hiền khô luôn và rất là chăm chú đến rồi ngồi đợi để chạy chương trình. Và đặc biệt là trong những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh á, anh thấy là trong đó nó có những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Lúc thì lại đơn giản dễ hiểu nhưng mà lúc nó thể hiện một cái điều gì đó rất là ma mị. À, em nghĩ vậy nè anh Nam. Thật ra Quỳnh nó rất là thông minh ở chỗ là nó mượn cái lời văn dễ hiểu nhất để diễn tả một cái tư duy rất là sâu. Và anh để ý nha anh Nam, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ mà hiện nay sử dụng câu từ rất tốt. Câu A nó nối với câu B mà anh để cái vần này cũng vần á, đám cưới như nó mờ xa và không bao giờ cưỡng âm. Có nghĩa là cái dấu thanh lúc nào cũng đúng với cái nốt đó, không bao giờ cưỡng âm, là dấu quyền hát thành dấu sắc, ví dụ vậy, không bao giờ có cưỡng âm. Biết tại sao không? Vì người nhạc sĩ mà họ biết hát thật sự giống như ca sĩ thì họ ít khi nào bị sai cái vấn đề đó lắm. Còn có nhiều nhạc sĩ họ không biết hát, họ chỉ thích cái nốt đó và họ đặt để nó đúng vào rồi. Đó cho nên có nhiều cái nốt tận, ví dụ như chữ chữ luyến chẳng hạn, hay là cái thành chữ luyên. Cho nên vì họ không biết hát cho nên họ không biết là cái nốt đó người ca sĩ sẽ phải luyến như thế nào. Cho nên cái điều đó là cái điều những người nào mà là ca sĩ và làm nhạc sĩ thì họ ít khi bị những cái lỗi như vậy. Và anh nghĩ rằng là hôm nay em đã thể hiện cái bài này thì em cũng phải hiểu một chút tính cách của Phan Mạnh Quỳnh nữa. Một người rất là hiền và sống nội tâm như anh Thành nói. Có một cái điều gì đó nó rất ma mị và triết lý. Anh nghĩ là em thể hiện những điều đó trong những cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì em sẽ hòa nhập hơn. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Tư Cẩm Ly, chị ngồi ghi chép cái gì quá trời vậy? Thật sự ra là em tự tin lên, em thoải mái lên, chị thấy khán giả vỗ tay muốn chết luôn. Mà em rụt rè mắt em tìm tìm gì ở dưới, em đâu có thả thính người ta đâu, người ta thả thính ngược lại em mà em sợ gì. Đẹp trai, đâu có bụng bự như tôi mà sợ. Quỳnh hát dù có cao cách nào giống như cũng không nghe cao nha. Kiểu giống không hả? Cái cách hát của anh giống như xỉn rượu, anh cứ nhựa nhựa nhưng mà nó mềm mại lắm em. Làm vợ người ta. Nhận xét xong rồi bán khảo xỉn hết luôn nha mọi người ơi. Mai mốt mà đi hát bài này là phải nhờ say, đó là say tình, đó là say cái bài hát của bạn. Đó, một tràng pháo tay nữa cho Quang Hùng, chúc mừng bạn. Tình ngày tháng hiền ngoan, tôi thương vợ
gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dãi dầm. Không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung anh liếp che. Qua bao nhiêu năm giàu có nghèo nhưng tình càng sâu. Bạn Thái Bình, công tử thân mến, tôi nói thẳng vô mặt công tử chỉ có hai chữ thôi: xuất sắc. Hết chiếu chỉ ngày hôm nay ngắn gọn nhưng sướng bạn ha. Ok, rung chi tư xin lão Phật gia cho ý kiến. Thật ra giọng của anh Mạnh Quỳnh á, chị hiếm thấy có người giống lắm. Trong bài hôm nay thì đúng là nhắm mắt lại anh thấy anh Quỳnh anh đang hát ở đây đó. Chị á, thì chị không có phải như chị Tuyết đi với anh Quỳnh nhiều, nhưng mà có một cái chuyến đi diễn thì đi với anh Quỳnh và có nói chuyện với nhau chỉ một lần đó thôi, nhưng mà chị rất là mến, rất là dành nhiều tình cảm cho anh Quỳnh. Nói chung là tiết mục này chị rất là hài lòng, rất là thích. Chúc mừng Thái Bình. Thế còn đạo diễn Hoài Nhật Nam à, cái giọng hát thì em đã có cái điều đó rồi, thì còn điều gì để khiến em cảm thấy thiếu tự tin hoặc là run nữa? Anh muốn em sẽ bỏ lại đằng sau tất cả để em học anh Mạnh Quỳnh về cái cách mà ảnh diễn trên sân khấu ra như thế nào. Mình tự giải phóng mình đi thì em sẽ thành công hơn. Tuyết có thể chỉ cho em thêm nhiều chiêu mà về diễn live của anh Quỳnh không? Anh Quỳnh thì ảnh rất là thoải mái trên sân khấu, đi qua đi lại cũng có chứ không phải không. Đưa tay giơ chân hát theo cái bài, cái lời đó. Nó sao thì diễn như vậy. Anh rất là nhẹ nhàng, cho nên em chỉ cần giải phóng cái thân thể của em, tay chân của em thoải mái. Nói chung là bắt chước anh Mạnh Quỳnh không có gì là khó lắm về hình thức bên ngoài. Vâng, xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và chúc mừng bạn Thái Bình đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em cảm ơn bạn giám khảo. Từ trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bơm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói
hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại, ôi chỉ không lòng giữa hơi ta đêm mê ngây ngang đang say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rơi, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chẳng luôn muốn tìm kiếm vẫn yêu một mình em thôi. Đừng có xé nát chưa, trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cười tươi trong đêm, mắt em xiêng ra. Anh nhìn em bầu trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dài, ôi chỉ khôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngất đang say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rơi, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chẳng luôn muốn nhìn kiếm vẫn yêu một mình em thôi, vẫn yêu. Vẫn yêu sao ta? Quý vị thấy bữa nay Minh Đức có đẹp không ạ? À? Quá đẹp luôn. Vẫn yêu một mình em thôi. Giữ trọn cảm xúc, một tràng vỗ tay nữa ạ. Minh Phúc, Văn Ninh. Xin cảm ơn các bạn đã đi xuất nhiên. Trời ơi, cái ông màu trắng lấy lại phong độ liền. Trời chứ. Ơi, đang trường của em nè. Hồi nãy mới rầy ổng á, cái màn mà dân ca, cái vô đây ông lấy lại phong độ liền. Mà tôi khoái nhất mọi lần hát đừng cái đoạn gì đó mà hát đừng gì đó. Hư sàn, hư sàn. Gãy cái sàn. Làm ơn ai cho xin một mớ dầu nữa đổ. Anh Thành ơi, anh đi. Có sự cố về phuộc nhúng trong người hay sao vậy? À dạ, rồi cảm ơn anh Phấn. Dạ. Khoái cái đoạn hay nơi đừng nên gian dối gì đó, cái đoạn đó. Ông Đan Trường lấy tay ông làm y chang anh Đan Trường. Mà cái cách ngắt chữ y chang Đan Trường luôn. Lần này là thật sự là quá giỏi. Bạn Minh Tuyết, cái đoạn này hình như là cái quãng nó không có hỗ trợ lắm. Mình dùng cái giọng giả thanh á, nên nó không có nét lắm. Nhưng mà thông cảm thôi, tại là nam mình lên giọng nữ mà. Nhưng mà thần thái ăn đứt người ta bước ra, trời ơi. Mà bữa nay nó make up chưa kỹ, cái mặt nó như con gấu vậy đó mà. Mình tin là nó đẹp luôn á trời. Em chưa đủ đẹp sao anh? Trời ơi, chịu quá, triệu like. Giám khảo Hoàng Nhật Nam, anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh nội tâm lắm, mấy này anh chịu không nổi đâu. Anh nội tâm nhưng mà với cái tiết mục này á, thì thật sự là anh cũng muốn bung lụa theo các em. Trời ơi, trời ơi. Bây đầu diễn đội bung lụa kìa bà Tư. Bởi vậy nghe hết hồn chưa? Đối với bạn Văn Ninh đi, có một cái phần đơn ca chưa thành công lắm, nhưng mà đúng, em đã trở lại và từng lời, từng chữ của em, và đặc biệt là cái chơi chiêu, cái đoạn cuối á, bắt đầu là giao lưu với khán giả rồi giao lưu với Minh Tuyết. Đó là nó rất là mang cái yếu tố giải trí. Cho nên là cái tiết mục này là em đã chiếm trọn cảm tình của khán giả rồi. Còn đối với Minh Phúc á, lúc nãy là mọi người cũng sẽ còn hồ nghi em một chút. Nhưng mà
vào sân khấu có cái đầm này với cái mái tóc giả này, từng cái động tác của em, từng cái hất tóc này, sau đó từng cái đưa tay lên rồi rất rất trữ tình, rất là ngọt ngào theo kiểu của cô Minh Tuyết, nhưng mà anh nghĩ là em hơi bị đậm hơn. Thế còn chị Tư? Để hoàng sủi cảo mê ai. Hồi nãy chị nói chị hơi thất vọng về em một tí xíu Ninh ha. Nhưng mà lúc em ra bài này, thật sự khi mà em hát đoạn đầu á, chị thấy à, Trường quay lại rồi, tốt hơn rất là nhiều rồi, ok. Nhưng mà em ở đây á, em hay cái là em có những cái chữ á, của anh Trường, ảnh hay nói sao ta? Thank you.
gian lẻ loi, dày dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyển tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sơ. Nỗi niềm chuyển tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau giám khảo Minh Tuyết ạ. Duy Long, hồi nãy chị có nói là em hát không có giống Quang Lê, thì trong cái bài hát này em hát khá hơn rất là nhiều, là giống những cái luyến lấy của anh Quang Lê, nhưng chất giọng em nó vẫn không có cái độ sắc của anh Quang Lê. Nhưng em bị một cái lỗi này rất là lớn, đó là cái vì cái cục hơi em nó không có mạnh và không có đầy, cho nên em luyến bị gãy rất là nhiều, và cái nốt em nó không có giữ được chuẩn chắc được. Mà anh Lê ảnh nổi tiếng với những cái nốt luyến lấy của ảnh. Còn cái cách xử lý bài của em, nhất là những cái câu đầu em đổ vào á, thì chị biết là em có nghiên cứu về anh Quang Lê. Cho nên nếu mà em muốn đi sâu vào vòng trong thì chị nghĩ rằng là em cần phải có rất nhiều sự luyện tập mới có thể có được. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn riêng về Quang Nghị, Nghị ơi, chị lại thấy Nghị hát bài trước giống Đăng Nguyên nhiều hơn bài này với chị. Nhưng mà vì Nghị hát giống và hát tốt, cho nên chị muốn Nghị hoàn hảo hơn nhiều hơn nữa. Tuyết muốn người nào mà đã giống rồi thì phải thật là giống để đi được, đi vào đến cái dòng cuối của chương trình luôn. Cảm ơn Nghị và Long rất là nhiều đã cho tất cả mọi người nghe một cái tiết mục thật là hoài niệm và xuất sắc. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Nói nào nghe chứ riêng mình thì mình thấy mình không khó như Minh Tuyết lần này. Riêng cái phần này thôi thì tôi vẫn cảm thấy là bạn Long hả? Bạn còn rất là trẻ và bạn có cái thay đổi liền sau cái vừa hát bài đơn không ổn lắm. Qua đây là thay đổi liền và hát tốt hơn rất là nhiều. Tôi thấy là bạn có tiềm năng. Nên tôi vẫn thích cái phần trình diễn của bạn vừa rồi. Nó dĩ nhiên nó không hoàn hảo nhưng ít ra nó ổn. Còn về Nghị, đúng như Tuyết nói là Nghị nên nghiên cứu hơn để làm cho cái màu giọng mình giống nhất có thể. Vì mình đã giống được như vậy rồi thì phải làm cho nó hoàn hảo hơn. Nên tôi hy vọng là hai bạn phải về từng người để nghiên cứu cho kỹ hơn. Việt Nam, màu đỏ da vàng,
yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trường sau. Chị Tư ơi, ở đây có anh Ba, mời chị Tư nói trước. Thật sự ra đó, ở đây hai người hát cái bài này, nếu mà tính về tròn trịa cái bài thì nó rất là hay. Mà cái ý nghĩa của cái bài hát nó cũng hay nữa. Bây giờ mình nói về từng người ha. À, về Truyền á, vẫn thích cái tình ở Truyền. Mà mắc cười ghê, không có chuyên nghiệp với mọi người, nhưng xuống giao lưu chào thấy thương lắm luôn á. Thấy ta làm thấy nó rất thiệt, làm theo dễ thương. Không phải, nhưng mà cái thật không? Thà trong người đó biết không, làm thấy thương. Chào tranh thủ á. Dạ tôi nè, dễ thương. Hai cái người nó chân chất, nó thật thà lắm, giống như là rất là vui khi mọi người như vậy, chứ không phải là một cách biểu diễn mà như là giao lưu với khán giả. Kiểu vậy đó, kiểu cách khác hẳn với anh Tuấn Minh. Đã, nó khác hẳn tại vì Minh đã từng đi hát rồi, cho nên là Ly vẫn thích cái tình ở anh Truyền. Bài này giọng sáng nha, sáng hơn cái bài cái vòng trước, cái giọng nó vàng sáng ra. Và ở trong anh, khi mà mỗi lần mà anh hát cái luyến của anh Sơn á, Ly nói với Tuyết là cái độ mềm mượt ở trong cái giọng, tức là mình luyến được hết tất cả các nốt. Tuy rằng mình hát có nhiều chỗ nó không có giống lắm, nhưng mà nó có cái tình và cái độ mượt trong cái câu hát của mình. Còn nói về Minh, ở Minh nó hội được rất là nhiều cái. Ly nghĩ là ở ngoài Minh hát nhiều show, nhìn mặt Minh quen quen đấy nhỉ. Biết cổ mặt ạ. Ở đâu yêu cầu ở đó có Minh. Ở Minh á, Minh có cái gương mặt rất là sáng sân khấu, và giống như mọi người nói là có một cái năng lượng tích cực. Khi Minh lên sân khấu thấy cái sức sống trong một cái con người, mình chưa nói là Minh hát hay là cái gì hết, là Tuấn Minh, em có cái đó. Sáng sân khấu và em giao lưu, em rất là tự tin ở trên sân khấu, tất cả mọi thứ nó toát lên, làm cho một người đối diện cảm thấy rất là thích thú. Minh hát á, Minh có cái giọng vang sáng, nhưng Minh nên cẩn thận. Tại vì anh Sơn, anh có vào câu đầu đi nữa, nó cũng rất là mềm mại, chứ nó không Minh đẩy lực ra hết cái câu đầu là người ta hết hồn. Chính vì thế mình không phân bổ được cái lực là ở phần sau mình sẽ bị đuối. Và Minh bị không có bằng anh Truyền ở chỗ là chính vì mình đẩy lực mạnh quá, cho nên những cái luyến của mình á, nó rất là dễ bị gãy. Tại mình hết lực rồi, và mình không có trao chuốt cho cái hơi mình nó mềm, cho nên nó dễ bị gãy, trong khi cái lực của mình rất là mạnh. Chúc mừng tiết mục rất là hay.
Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chắc là em thấy em rất là hâm mộ các anh các chị. Chính vậy em gặp em chỉ muốn nhìn các anh chị thôi. Em thành ra em luôn luôn rất là vui đấy ạ. Em rất vui là vui à. Tức là nó hơi bị quá phấn khích hả? Dạ. Anh vui thôi đừng vui quá anh ha. Mình thi mà. Thế chị Minh Tuyết chị cảm thấy như thế nào ạ? Mỗi người đều có cái ưu và cái khuyết của anh Ngọc Sơn cả. Nếu mà hai người cộng lại ra anh Ngọc Sơn đó. Đúng. Cái gọi là energy mà lên sân khấu của anh Ngọc Sơn á là Tuấn Minh có. Cái độ sáng vang của anh Ngọc Sơn là Tuấn Minh có. Nhưng cái độ mềm mại cái và tình, uyển chuyển ngọt ngào tình cảm thì Ngọc Truyền, bên Truyền có. Cho nên hai người cộng lại thì ra anh Ngọc Sơn. Cho nên bây giờ làm cách nào? Bây giờ có cách giải quyết như thế này. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Đó chỉ là một trong những phương án thôi. Đó chỉ là một trong những phương án thôi. Đó không phải là cuối cùng. Hai người đàn ông tôi rất sợ cái đoạn nắm tay đi vô. Thường hai người đàn ông nó đi xuống không? Anh em nhìn nhau, đó, đi xuống thì đó, mời dạ. Anh, mời đó, có anh em nắm tay đi xuống nhà ơi. Yeah, thiện à. Xuống đây cao kia chào, chào mọi người. Mặt rất là ngại ngùng. Đó là đám cưới, nghe chưa? Đám cưới mới làm như vậy, nghe. Lần sau bớt, đàn ông bớt nhìn nhau say đắm, bớt nắm tay lại. Sát vô rồi, anh không thấy hôm nay hai cái bộ vết này cũng tông duyệt tông đâu chứ giỡn đâu. Người ta là một cái phiên bản cặp đôi nam thân thiết với nhau. Chắc chắn là hai bọn anh cũng đã có nhiều sự chia sẻ mà sẽ giúp cho mình tốt hơn ở trong tương lai. Và ngày hôm nay chúc mừng tiết mục của hai anh yêu dân tộc Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Bạn thân ơi,
cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy dồn tình yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Và đó chính là phần hòa thanh của hai Elvis Phương luôn. Yêu người yêu đời, không biết là anh Trấn Thành hiện nay đang có yêu hai nhân vật này hay không? Dạ rất là yêu ạ. À, nghe nó hào sảng, phơi phới lắm. Nhắc tới Elvis Phương là phải nhắc tới Lê Hữu Hà. Họ gắn liền với nhau qua nhiều tác phẩm, đó là những hình ảnh song đôi. Thì cái thái độ hát bài này là phải tươi vui và phải rất là thoải mái. Thì trước tiên là hai anh đều có được cái điều đó. Nói về ở đây ai giống hơn thì Thành sẽ vote nhỉnh hơn cho anh Lê Trường một chút. Tại vì anh Lê Trường ảnh hát dứt khoát và ra cái âm sắc giống với lại anh Phương nhiều hơn. Về bên chú Hùng thì cũng có những cái chỗ cực kỳ giống, nhưng mà tổng thể thì không quá giống. Nhưng mà có phê bình anh Trường ở một chỗ, đó là cái phần xả vai. Khi bạn mình hát thì bên này Elvis Phương vẫn phải nhập cuộc. Nhưng khi bạn anh hát, anh rồi tôi sẽ làm gì nữa đây ta? Bây giờ tôi có hát chưa? Đúng không? Anh bị lo ra. Khi anh bước lên sân khấu là bắt đầu mọi thứ nó đã phải nhập vào con người anh rồi. Nó là một cơ thể khác, một tâm hồn khác. Anh để ý điều đó. Dạ. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Trấn Thành. Cái tiết mục này á, làm Nam nhớ tới anh Elvis Phương trong một cái lần anh em cũng dàn dựng với nhau. Thì trên sân khấu không cần phải bày biện gì hết cả, mà chỉ có cái cảm xúc và tiếng hát của anh là nó bao trùm tất cả. Không, anh Nam nói cái này em đồng ý nha. Lần trước em đi ăn sinh nhật của anh Đàm. Anh Đàm hát, rồi chị Thanh Hà hát, rồi Hồ Ngọc Hà hát, rồi mọi người. Tới phiên anh Elvis Phương ở lên sân khấu, trời ơi, anh quất một bài xong là ở dưới mà coi như là lẳng lặng ngồi nghe. Mọi người trầm trồ mắt mà im phân phát hết, mà nghe anh hát xong xong rồi đứng dậy vỗ tay. Xong là cái là anh làm liền ba bài luôn. Mọi người kêu nữa đi, mo là đúng như cái kiểu anh Nam nói là đó. Không cần làm gì hết, chỉ đúng giọng hát mà phan tới thôi là mọi người đều xỉu hết. Thiệt sự, tiếng hát cộng với cái bản lĩnh và cái năng lượng từ cái ngôi sao đó, nó có thể chiếm lĩnh tất cả sân khấu và không cần một yếu tố gì khác trừ khán giả hòa theo mà thôi. Và cái ca khúc này Yêu Đời Yêu Người chọn ai bây giờ, đó là một cái bài toán cũng rất là đau đầu. Nếu mà khó như vậy nhờ hai chị Tiết với chị Tư mình gỡ rối tơ lòng giùm. Chú Mạnh Hùng bài mở màn chú hát không giống bằng Lê Trường. Lê Trường qua tới bài 2 chú hát quá giống Lê Trường, chứ không giống. Giống đúng. Qua tới bài 3 Lê Trường hát tốt hơn chú. Là sao? Có cách giải quyết, rớt hết hai người. Nhưng nếu mà nhìn sâu một chút xíu về cảm nhận nha, giữa chú Hùng và Lê Trường thì Tuyết vẫn thấy được cái hồn của chú Elvis Phương trong chú Hùng nhiều hơn. Cái tình cảm trong câu hát, cái phrasing, thái độ. Cái thái độ của chú Elvis Phương với Lê Trường nó sợ sợ, nó sao sao á. Cho nên đây là một bàn cân vô cùng khó tính. Mình muốn giống chú là khi chú hát mình phải giật mình cái đã. Chú hát cho mình hết hồn vậy đó. Thiệt cái á. Giọng của chú kinh khủng. À Thành biết nha, có nghĩa là chú Hùng á nhịp hơi không có vững lắm. Anh Trường dịp chắc hơn, nên hát những bài nào mà liên quan đến thể loại như Lê Hữu Hà sẽ hát tốt hơn. Cái trẻ hơn. Trẻ hơn. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo. Và chúc mừng hai anh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy
yêu đương mình quá mong manh. Người hãy tìm mình từ những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tươi như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau. Lời sẽ mãi bên nhau, và em sẽ nhìn anh và em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người ơi, nhưng ngọt ngào vẫn mãi trao nhau. Bàn tay vẫn tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho sống mai đây về. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tươi như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau. Hey!
anh vừa giống con, giống con lăng quăng sao vậy anh? Thế cuối cùng phải làm gì mà anh đứng sau ghế luôn rồi? Chưa ăn cơm chiều. sợ bị mệt quá, mệt, hiểu không? Và một tràng vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Trọng Vương và Quang Anh. À, Trấn Thành, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái đoạn mà xém hung quá tôi hết hồn. Dạo này già yếu nhìn cái đoạn nó lên máu dữ lắm. Bữa nay giờ giống như là trung tâm tiệc cưới vậy đó, cái ghê không kìa. Trắng nõn, nguyên một cái sân khấu trắng nõn hết trơn. Anh Xìn ơi, trước khi anh nói, em sẽ được làm sáng tỏ cái vụ này. Em muốn bảo vệ cho chị Minh Tuyết. Minh Tuyết có bị ai xâm hại mà em bảo vệ? Em bảo vệ chứ. Người ta đã biết tông xịt tông ngày hôm nay là tông trắng. Người ta lựa chọn một cái đầm thiệt là lộng lẫy, có đính kim sa theo ý của chị Minh Tuyết. Vậy mà đây là nhân vật đã cướp cái đầm của chị Tuyết. Chị Tuyết không có đầm không lên sóng được. Là bà đó. Thì ra là em. Trọng Vương, em gian dựng hiện trường cho Minh Tuyết nổ bánh xe và xé đầm Minh Tuyết đúng không? Bây giờ anh lại đọc thơ Minh Tuyết đây. Hả? Đọc thơ. Như ơi, Minh Tuyết chưa đâu, chưa đâu. Ủa, chưa hả? Em chưa biết được nội dung lá thư như thế nào đâu. Chị Tuyết chỉ nhịn màu lắm. Nếu như thí sinh hát hay quá, Trấn Thành hãy nhờ hai MC lên đứng tụm lại một chỗ, đừng ai ngồi chỗ của Tuyết để thí sinh có cơ hội tỏa sáng hơn. Anh Thành, Minh Sổ, chị Như, anh Thành. Chỉ có cách đó mới hết nhạc được thôi. Xuân, em tỉnh táo lại chưa? À, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục song ca Yêu Thương Mong Manh. Và đầu tiên chắc chắn phải mời giám khảo nội tâm của chúng ta. Được rồi, hãy nhìn lại hình ảnh người yêu của anh trên sân khấu đi. Đây là anh Trọng Vương hôm nay xuất hiện trên sân khấu đã làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về Minh Tuyết. Xin cảm ơn anh. Bởi vì hôm nay Trọng Vương chọn cái chiếc váy này với lại cái mái tóc và tạo hình của em rất là giống cô Minh Tuyết. Và chính nhờ cái trang phục và cái hóa trang này làm cho em hóa thân và nhập vai hoàn toàn. Và cái câu hát đầu tiên của em là dưới này ai cũng đều vỗ tay và tấm tắc. Anh chỉ có nhắc nhẹ một chút xíu thôi, là cái lúc mà em đang đi chơi vơi, tìm kiếm một cái hình bóng nào đó để mà sau đó vào trong cái lồng chim ở chính giữa, em cần tiết chế chút xíu, em đi nhẹ nhẹ một chút nữa thì nó sẽ thơ hơn, nó lãng mạn hơn. Lúc đó em cứ đi chập giống y như anh nghĩ là giống như say rượu á, thì nó mất đi cái sự lãng mạn của cô Minh Tuyết. Còn lại thì anh rất là thích em ngày hôm nay. Còn về phần hát như thế nào thì các giám khảo sẽ nhận xét. Anh Trấn Thành, trong khi đạo diễn Hoài Nhật Nam chúng ta đang chia sẻ những điều rất là tâm tư, thế anh đang làm gì với không, fan anh? Anh đang ngồi em bị phân tâm bởi như nhà bếp nó xịt cái mùi bò kho lên. Anh nhà bếp mà xịt cái mùi bò kho gì? Nó sọc lên, làm cho anh hửi, em bị phân tâm quá, đang đói, tại nãy nó chưa ăn cơm thịt. Thành, bò kho nó nấu đã. Thành, em không hài lòng gì về anh trong phần nhận xét vừa rồi có không? Thật ra không phải là do anh không có gây chú ý mà do bò kho nó chú ý hơn thôi. Thôi bây giờ trở lại hai em. À, cho anh nói tiếp nữa. Anh chưa nói Quang Anh. Anh nhận xét rất nhanh thôi. Quang Anh hôm nay rất là lịch lãm, rất là manly, và anh rất thích cái giọng hát của em luôn. Rất là nội lực và rất thuyết phục. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không đồng ý. Vì sao anh không đồng ý? Bò kho lên tiếng. Tại vì hôm nay Quang Anh những câu đầu thuyết phục, bắt đầu vô giữa hết thuyết phục. Vì sao? Vì bạn bị cái cảm xúc giống như bạn Mỹ Tâm bị cuốn vào cái bài hát, bạn quên cái cá tính của Tuấn Hưng. Lúc đầu bạn cắt ra những cái câu đầu tiên, tôi với chị Cẩm Ly nhìn wow, nghe nó đã lỗ tai mà nó 100% Tuấn Hưng. Hát hồi bị quên. Bạn Minh Tuyết á, bà vô cái lòng bà chà nát cái lòng ở trong. Rồi cái ông này ở ngoài ông bị quên. Các bạn diễn nhìn nhau là tốt, nhưng các bạn phải biết ăn gian cái mặt ra cái máy quay để khán giả họ thấy được mình diễn cái gì. Bây giờ bạn hát lại giùm tôi cái đoạn điệp khúc mà Tuấn Hưng nhất xem nào. Thái độ. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Đó, ok. Khi hát hồi nãy phải là được như vậy, phải thái độ diễn thì diễn nhưng vẫn phải là Tuấn Hưng.
Cái người thứ hai là bạn là Minh Tuyết Trọng Vương. Nhìn cái ánh đèn lờ mờ, bạn là Minh Tuyết 100%. Cho đến khi đèn nó sáng dần, thực tại của tôi lại trở về với con người của tôi. Để tôi nhìn vào cái gương mặt của bạn, make up của bạn, để tôi chợt nhận ra ừ, Tuyết cũng không tồn tại lắm đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ là thái độ, biểu cảm, di chuyển này nọ rất Tuyết. Nhưng mà thế này, hình như do cái bài này nó phải cân tông nam nữ, mà hai bạn đều là nam nên không thể mà cân cái tông nữ như kia thì cao quá. Nhưng phải cao hơn chút xíu thì Tuyết sẽ ra cái giọng sáng hơn, thì sẽ ra giọng nữ hơn. Nhưng mà có âm sắc của Tuyết, có cách xử lý của Tuyết. Đó là cái điều các bạn làm rất tốt. Cái đó là nghệ thuật diễn xuất. Nghệ thuật diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp ra sân khấu. Nhưng mà với tôi hôm nay đây là một phần trình diễn hay. Như em vậy. Cảm ơn Trấn Thành và anh Hoàng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Cẩm Ly, chị nghĩ sao ạ? Đây là một cái áp lực rất là nặng đối với Vương. Vì lần trước á, em diễn với bạn Lâm Trường á, anh cũng không có chịu. Anh nói nó làm sao á. À, bây giờ hôm nay Quang Anh là Tuấn Hưng với em, anh cũng không đồng ý. Anh cũng cảm thấy nó làm sao. Mà chị thấy những cái đoạn đó, những chị khen là khen những bạn nam đó. Tụi em diễn rất là tốt. Nhưng mà tại anh Thành cứ thấy sao sao, có nghĩa là bây giờ em phải làm như sao. Nếu mà em đi vào vòng trong thì phải làm sao mà em thuyết phục. Khi anh không thấy cái cảnh đó anh không khó chịu nữa. Em phải nữ tính hơn, em đủ lady để anh cảm thấy là ê, này cưng nè, chứ không phải là mình. Nhưng thấy... mà ít nhất mình cũng phải xóa cái ấn tượng ban đầu đi. Chứ anh cứ dán cái mác ra ngoài anh chị, khó chịu là sao? Chị Ly, em thông cảm với anh Thành là tại vì em xin phép em gọi là cái chị này mà chỉ đứng một chỗ á, rất giống chị Tuyết. Nhưng mà khi chị di chuyển á, chị bị giật ngược. Bị hai hàng. Đi nè, hai cái giò bên như hai cái bắp chuối. Cái bà đi vậy nè, đó, cái bà bị lâu lâu á, không nhiều. Nhưng lâu lâu bà đứng vậy nè. Con gái Tuyết là phải. Biết sao không? Cái đầm nó dài, người ta đi người ta sợ dắt, người ta không phải con gái, người ta không quen. Cho nên là người ta đi nó lận khận thiệt. Hồi nãy nó bị đi vô cái lòng lận khận thiệt. Nhưng mà em thông cảm cho bạn này, tại vì chị Tuyết á, có những cái rất hay. Ví dụ chị lướt nhưng mà lâu lâu chỉ như thế này. Cái thành ra bạn kết hợp đó anh, thì nó sẽ hơi bị giật ngược chút xíu. Nhưng mà lần sau mình cũng... Giật ngược, sử dụng cái động từ giật ngược đi vậy. Dạ, nhưng mà thế này nè, đây là kinh nghiệm ha. Là mình chéo chân lại đứng hay là gì đó cho nó đẹp. Ai đàn ông quá, ghê quá. Thật ra là chị chỉ nói như vậy thôi. Trong em nó ra cái nữ tính nhẹ nhàng thì đã có. Tức là mỗi ngày mình sẽ tốt hơn. Có lẽ là hơi khắt khe một xíu với cặp này nhá. Về cái phần hát á, ok tốt. Nhưng ở Tuyết và Hưng đều giống nhau. Ví dụ khi mạnh nhưng nó cũng có sự dai dứt. Thì ở đây mình hơi bị đều. Và đặc biệt á, bên Vương á, Vương kéo những cái câu của Tuyết cái đuôi á rất là giống. Quang Anh hát giọng tốt, nhưng Quang Anh để ý kỹ đi, hồi nãy hát lại vẫn thấy luôn. Mình dùng cái lực của Hưng mạnh, cái đuôi của mình ngân và nó đầy, nó đều hết luôn. Cái đuôi mình bao giờ mình phải vuốt cho nó mềm và nó nhẹ và nó tình nữa. Thì Quang Anh đều bị cái vấn đề đó hồi nãy rất là nhiều. Co dùng đó nó như vậy, nó hay hơn là mình cứ đều. Nó có những cái chi tiết nhỏ lên muốn cụ thể hơn, để nếu mình vào vòng trong mình khắc phục để mình trọn vẹn hơn. Chúc mừng Quang Anh và xin cảm ơn lời góp ý chân thành của chị Cẩm Ly. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chiêm cuối chân trời biết tiếng nói bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe dòng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hơn.
dành cho Lê Trang. Em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền. Tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á. Nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó. Chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ. Nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó bị cứng, nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thực sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối, cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật, nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy, nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ, cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn. Dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều. Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo. Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều. Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền. Bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm. Ngựa buông vó, người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó, lời ca giả lan như ngại ngùng. Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em. Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa. Đến bây giờ mắt đã mù, xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đâu trên cao. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ.
về dù mình trong giấc ngủ vừa, rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên. Bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa, đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ, dòng sông đó loài dòng yên ngu sâu, mới hôm nào bão trên đầu lời ca. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ vừa, rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên. Xin chào Ánh Nguyệt, rất vui gặp lại em trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Hôm nay với vai trò là khách mời có mặt ở đây, với lại cái cảm xúc mà 2 năm trước mình đi thi, nó có gì khác nhau không em? Ánh Nguyệt xin chào, một lời chào trân trọng nhất đến ba vị giám khảo ngồi đằng kia. Để trả lời câu hỏi của anh thì thực sự không biết sao lần này quay lại nhìn Trấn Thành với anh Nam vẫn rung như lần đầu. Kính thưa quý vị, và Ánh Nguyệt cũng chia sẻ cho các bạn thí sinh biết là riêng anh Nam là một người có thể nói là thắp lửa cho thí sinh. Cho nên là thực sự em lời ít ý nhiều. Em cảm ơn anh Nam. Anh Thành là người có thể nói là giúp cho thí sinh định hướng đúng là mình phải làm gì trong cái cuộc thi mình đang tham gia, thì phải nghe anh Thành chửi nhiều lên rồi bắt đầu mới hóa thành giống thần tượng được, mới thực sự thành công trong cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này được. Góp ý thôi đúng không? Yeah. Chia sẻ thôi chứ chửi làm gì mà chỉ tới chửi, chỉ là không, nói chửi hay mà. Thưa với chị rằng là hôm nay là chị là hầu như là mở đĩa Khánh Ly rồi. Mỗi lần mà tôi nhìn chị hay là Đan Trang á, hai người diễn, tôi sẽ thấy là chúng tôi rất là tự hào khi là có một cái chương trình uy tín, khi những á quân và quán quân đều là những cái người mà nhìn vào chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì mình lựa chọn đúng người. Cảm ơn chị đã quay lại. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành với những góp ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình em mãi. Có anh và em còn ai nữa.
trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhìn công phiên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mơ toan nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sao. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, anh ra đi về bên kia cõi đời. Xe tang lăn buồn trong lòng đêm vắng, không anh âm thầm. Ôi anh về đâu vui lắm mỗi xuyên đau. Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Đây công viên chiều xưa theo mối tình, nay không anh vườn hoang buồn sờ sát nghĩa trang lạnh lòng. Xin cảm ơn quý vị. Vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, nay không anh vườn hoang buồn sờ sát nghĩa trang lạnh lùng. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên
chiều xưa theo mỗi tình. Nay không anh vườn hoang buồn sợ xa, nghĩa trang lạnh xin chúc mừng Tiểu Quý với ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, với một người mà sống rất nhiều nội tâm và chia sẻ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, ca khúc này cũng lâu rồi, ra đời vào khoảng những năm 60 và được thể hiện bởi giọng ca của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh. Thì hôm nay Tiểu Thúy thể hiện cái bài hát này theo anh cảm nhận là vẫn rất là tròn trịa và cũng thể hiện ra được những cái chữ ký của cô Giao Linh. Tuy nhiên nhìn không khí ở dưới dàn giám khảo thì mọi người không rộn rã lên, bởi vì anh nghĩ đơn giản là em vẫn đang an toàn. Chương trình mình là một cái chương trình nó mang tính chất giải trí và nó thiên nhiều về cái cảm xúc nữa. Anh nghĩ là đâu đó nó đang thiếu cái phần touching á, gọi là cái sự tiếp cận với khán giả. Thì anh nghĩ là để các thánh soi còn lại sẽ lý giải điều này. Xin mời hai thánh. Sở dĩ hôm nay tôi ngồi ở đây mà tôi không hào hứng là bởi vì bạn đang đi một bước thụt lùi. Bắt đầu hôm nay tôi thấy vì bạn áp lực cái chuyện mình giữ phong độ quá nên bạn bị over, bạn nêm canh nó hơi bị mặn rồi. Có nghĩa là bây giờ á, cái bài vừa rồi á, hát á, Thành không thấy bạn hát đặt trái tim mình vô hát. Hát không có cái hồn từ trong ra, mà bạn dùng cái lý trí để bạn hát. Bạn biết chỗ nào phải gằn giọng, chỗ nào phải đại khái là bạn dùng kỹ thuật. Nên Thành hy vọng là bạn hãy thoải mái nhất. Bạn hát bạn phải yêu cái bài đó đã. Bạn đừng nghĩ là mình ra mình thi và đừng nghĩ mình ra mình trình diễn, mà mình hãy tưởng tượng cô Giao Linh đang ở bên mình, hát nó ra, hát hiểu từng chữ một, hát bằng cái tình cảm của mình, thì bạn sẽ tiếp tục lấy lại được cái phong độ của bạn như những vòng trước. Tại vì bạn, như tôi nói, là một người hát rất hay và bạn hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nhưng mà bạn phải giữ được cái điều đó. Một ngày nào đó mình không còn ngây thơ, mình làm cái gì mình cũng biết trước hết, mình tính toán được là mình dở. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Cái điều bất lợi cho bạn đầu tiên là bạn và bạn quá giống. Đó là điều bất lợi. Và chính những cái bước đi kỹ càng cho thật là đúng với những gì mà cái lời khen ban đầu nó vô tình trở thành áp lực. Và khi mà mình phải dày thì nó bị cứng ngắc cái tâm lý và cái cảm xúc. Cho nên tới cái tập hôm nay thì nó hơi gắt một xíu, nó mất đi độ mềm mại của cô Giao Linh. Và một điều nữa, bạn phải cập nhật thêm cô Giao Linh mới để mình có cái cảm xúc mới. Tại vì tất cả những bài bạn chọn nó là hầu như là của quá khứ quá nhiều. Và bây giờ người ta đang nghe cô Giao Linh với một cái tuổi mới, quá từng trải, quá mềm mượt, cho nên em bắt buộc em phải cập nhật. Còn nếu em chỉ đi một cảm xúc như vậy và em gò thì em sẽ bị cứng. Điều này em phải thay đổi ngay. Yeah, yeah. Hôm nay em không dở, nhưng mà bị gò quá cho nên nghe nó hơi bị gắt và chát một chút xíu. Vâng, xin cảm ơn bà vị giám khảo rất nhiều. Cảm ơn em. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói giống lạc hồng, giống dòng tin nguyên ôm bao đời đất mẹ.
nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên quỳ, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ say hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khung hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển Đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khung hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Đúng là như mở đĩa hả? Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ say hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khung hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển Đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khung hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Quý vị, đó chính là hình ảnh của Minh Hoàng đã hóa thân thành nam ca sĩ đang trường. Cảm ơn nhóm múa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời. Chấm sao giờ ta? Vô chung kết. Không còn gì để nói. Đây là đang trường. Yeah. Hay quá. Đỉnh cao, không nói nữa. Hết không ý nói. Không nói gì này. Luôn. Vô thẳng luôn. Thắng luôn. Thắng luôn. Hai vé. Hai vé. Nhìn cái mặt không muốn nói nữa. Hai người kia đã không nói là anh nên nói. Minh Hoàng hôm nay đã để lại đằng sau rất nhiều những cái sự hồ nghi về chính mình, cũng như là cái sự thiếu tự tin. Và hôm nay lên sân khấu rất là tỏa sáng trong một cái bài sử thi rất là hay của anh Lê Quang. Một cái màu sắc đỏ, vàng rất là rực trên sân khấu, làm cho anh cảm thấy rất là tự hào về dân tộc, về ngàn xưa. Và đặc biệt là tự hào mình đã có một cái thí sinh trong chương trình Ca sĩ Thần Tượng đã lột xác hoàn toàn so với những vòng trước đây. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nhưng mà lỡ những thí sinh tiếp theo tốt nữa thì mình chắc là mình xem lại ha. Còn chứ sao tốt hơn nữa, chuyện nhỏ anh. Thí sinh mà còn sao mà còn tốt hơn em.
Ừ, thì mình thua thôi. Cái gì hết. Cứ vô thẳng rồi chờ. Em ơi nói chứ, hay lắm rồi nha. Chị giữ y như vậy thôi là thiệt. Em sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng mà mọi người vẫn đang chờ đợi cái màn hóa thân cổ trang của em. Cổ trang nha, đang chờ trường. Nha. Bây giờ mình đi theo tướng oai nghi bệ vệ bước vào trong. Thưa quý vị, Minh Hoàng. Trời ơi, đi có nhạc nữa à. Trời ơi, đi có nhạc giống luôn rồi trời.